nói là gì nói. Bây giờ nói cái gì? Nội thất thì ok rồi. Rồi đây là thiết kế đẹp sang chảnh. Rồi nội thất thiết kế sang chảnh đúng không? Ờ, cần gạt số này. Chất lượng không cần phải nói cần cặp số, người ta nhìn người ta biết, người ta mua xe người ta biết. Chỉ cần nói hộp nội thất đẹp sang chảnh, dòng Mazda này. Đưa em cái thông tin vừa rồi của cái xe nhỉ. Em để đây xong em nói.